Hi, xin chào các chị nha. Ngày hôm nay Hello Quỳnh nha. Quỳnh chia sẻ giúp cho bạn coi nè. Ngày hôm nay em có về nhiều rất là nhiều đồ mới luôn. Các chị ơi, các chị chia sẻ bài cho em nha. Các chị ơi, các hello bé đáng yêu nha. Các chị ơi, các chị áo này áo 40k Quỳnh xinh hơn. Chất hơi đẹp luôn. 50k chứ nhầm. Hello chị Anh Văn Nguyễn nha. Chị ơi chị nhận được hàng chưa chị ho? Xin không xin không. Thấy Trang nha. Trang ơi chia sẻ giúp cho chị đôi. Chia sẻ giúp cho chị. Dạ có chị Tuyên Huỳnh ơi. Bữa nay hàng em về rất là nhiều luôn. Hello Thanh Thanh Nguyễn nha. Bữa nay áo hôn về rồi rất là xinh luôn. Ngày hôm nay em về hơn 300 cái. Rất là xinh luôn. Hai Vivi nha, chị, giờ chị đang live Vivi để tí chị đặng chị nhắn tin với em nha. Hello các chị, bây giờ các chị lên đông đông em sẽ bắt đầu live các chị nha. Ngày hôm nay áo rất là xinh luôn, giá hôm em mận nè, cực kỳ xinh luôn. Những chị nào đang chia xem live á, các chị chia sẻ bài giùm em với, chia sẻ bài với chấm tương tác giùm em với nha. Chị ơi các chị có nhìn thấy em không ạ? Những chị nào đang xem các chị chấm tương tác giùm em với. Áo cực kỳ xinh luôn, ngày hôm nay áo hôn với dùm đồ về cực kỳ xinh luôn. Có đồ bộ nè các chị nha, đồ bộ cũng rất là xinh luôn. Các chị ơi những chị, các chị muốn xem gì ạ? Các chị muốn xem gì đầu tiên ạ? Áo hôn hay là đồ bộ hay là váy ạ? Ok, chị Yến nha, Thanh chị Yến luôn nha. Có mấy bộ giống vậy luôn á chị Yến ơi. Ok, Thanh Quỳnh Quỳnh nha. Úc đâu ta? Úc đâu ta? Rồi ok Quỳnh. Hello chị Giang nha, thấy em không? Ok Quỳnh. Rồi ok đồ bộ các chị, ok các chị ngày hôm nay đồ bộ rất là xinh luôn. Rồi em thấy Giang nha, em thấy Giang. Mình ở Tu Che Đương Dương Lâm Đồng nha bạn Nguyễn Huệ nha. Bây giờ lên 50 view rồi, em bắt đầu like luôn. Đồ bộ rất là xinh luôn. Bây giờ là em like đồ bộ trước các chị nha. Ngày hôm nay là đồng giá 50k, rất là xinh luôn. Rồi ok các chị. Rồi, tay các chị thấy không ạ? À? Mẻ số 1 nha. Chị nào lấy cái này comment mẻ một dùm ly nè, rất là xinh luôn. Màu vàng. Cái này 55 kg đổ về mặt vừa các chị nha. Hello anh Tuấn Heo nha. Hello chị Hảo nha, em thấy chị luôn. Lên 60 view rồi. Các chị ơi, các chị chia sẻ bài giùm em với nha. Đây đồ bộ mã số 1 rất là xinh luôn. Cái này 55 kg đổi về mặt vừa nè. Chị nào lấy cái này comment mã một giùm em. Các chị ơi, ngày hôm nay á. Rồi ok chị Yến nè. Các chị ơi, ngày hôm nay á, các chị những chị này mà mua hàng của em á, các chị cho em số điện thoại là địa chỉ luôn nha. Rồi, các chị ơi, các chị thấy em không? Lên 64 view nè. Rồi, mã số 1 nha, chị nào lấy bộ đồ màu vàng này comment mã một giùm em, rất là xinh luôn. Chất KT nha các chị nha. Đó, mã số 1 nè. Chị nào lấy em này comment mã một giùm ly, rất là xinh luôn. 55 kg đổ về mặt vừa. Sao comment nó không chạy ta? Rồi, mã số 1 nha các chị nha, mã số 1 nha. Chị nào lấy cái này comment mã một giùm ly nè. Ngày hôm nay á rất là nhiều hàng nên em sẽ qua mẫu nhanh luôn. Đây mã 1 nè. Chị nào lấy cái bộ này thì comment mã một giùm em. Rất là xinh yêu luôn. Qua mẫu nè, mã số. Cảm ơn Tina Tình nha. Cái gì vậy Quỳnh? Rống gì vậy má? Rồi rồi ok. Có chân váy nha chị Phan Ngọc nha. Có chân váy luôn chị nha. Rồi mã số 2 nha các chị nha. Mã số 2 rất là xinh nè. Em này là em báo hồng. Chị nè. Ri ở trên nhà rồi Quỳnh ơi. Ri trên nhà bà ngoại rồi. Mã số 2 các chị ơi. Mã số 2 nha. Mã số 2 màu hồng rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment mã 2 giùm em nè. Mã số 2 55 kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment mã 2 cho em. Cực kỳ xinh. Áo nè, quần nè, rất là xinh luôn.
Sao kỳ vậy ta? Cái chị ơi, cái chị thấy em không ạ? Rồi ok, có đồ bộ có cúc luôn. Có đồ bộ có cúc. Đây, mã số 3 đồ bộ có cúc. Chị nào lấy cái này comment số 3 dùm ly. Rất là xinh, có cúc. Nè các chị, rất là xinh luôn. Cái này 55kg đổ về mặt vừa. Có cúc nha các chị nha. Có cúc nè. Chị nào lấy cái này comment số 3 dùm ly với. Các chị ơi, các chị nhìn thấy em không? Nhìn thấy rõ em không ạ? Mã số 3 các chị yêu nha, 55kg đổ về mặt vừa. Dạ rồi, ok chị Phan Ngọc. Em like đồ bộ sao em like chân váy. Mã số 3 nha các chị nha, rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment số 3 dùm đi với. Quỳnh ơi, Quỳnh thấy không Quỳnh? Sao bữa nay mạng kỳ vậy ta? Hết màu rồi chị ơi, đồ bộ hết, chỉ có một bộ đó là gài nút thôi nha, Trinh Nguyễn nha. Số 3 các chị nha. Các chị ơi, các chị nhìn thấy em không ạ? Mạng có bị yếu không ta? Sao tụt view vậy ta? Thấy không Quỳnh? Ok, ok. Áo không nha. Giờ quá áo không quá. À, có. Rồi, ok chị Phan Ngọc. Dạ rồi, em thấy chị rồi. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao có chị nhìn thấy rồi? Ai, cái này cực kỳ xinh luôn. Yếm nè các chị. Chị nào đây. Yếm nha các chị nha, cực kỳ xinh luôn. Yếm. Yếm. Có đăng đô nữa. Yếm này rất là xinh luôn. Em trồng thử cho các chị coi. Cái này khoảng 60kg đổ về mặt vừa. 55 hay 60kg gì đó đổ về mặt vừa. Hơi bị xinh yêu luôn. Cái này xinh này. Chị nào lấy cái này comment yếm giùm em nha. Rất là xinh luôn. Có dây cột với băng đô luôn nha các chị nha. Rất là xinh này. Rất là xinh yêu luôn. Chị nào lấy cái này comment yếm giùm em nha. Xinh luôn á. Các chị thấy em mà. Sao bữa nay mạng tương tác yếu vậy ta? Các chị ơi, những chị nào đang xem live, các chị chấm tương tác giùm em với. Tại vì ngày hôm nay à, giá đồng giá 50k nha Nguyễn Huệ nha. Chị có ghim giá đồng giá 50k. Cái này là yếm nha. Chị nào lấy cái này comment giùm em yếm. Rồi, cái gì thế mà các chị ơi, những chị rồi ok, yếm của Nguyễn Huệ nè. Nguyễn Huệ ơi, em cho chị số điện thoại với địa chỉ với. Rồi ok các chị, ok em thấy rồi. Nguyễn Huệ ơi, rồi yếm của em nha, chốt yếm cho bạn Nguyễn Huệ nè. Nguyễn Huệ ơi, em cho chị số điện thoại với. Ủa sao mạng khác vậy ta? Em thấy hơi mờ. Hello Nguyên Nguyên nha. Rồi Nguyễn Huệ ơi, em cho chị số điện thoại với địa chỉ luôn em nha. Các chị ơi, các chị thấy không ạ? Kéo hung về rất là xinh yêu luôn. Ai mẹ, bây giờ em lại bắt đầu lại nha. Cái này mẹ một nè, chị nào lấy cái này comment mẹ một dùm ly với nha, rất là xinh luôn. Dạ không có bán băng đô nha chị Hồng chút. Băng đô này của em. Đây mẹ số 2 nè, không rất là xinh luôn. 55kg đổ về mặt vừa, chị nào lấy cái này comment mẹ 2 dùm ly nha. Ở tu cha em ơi, hello Danh Nguyễn nha. Rồi, kim đồng giá.
ghim sao ra mấy má lạy luôn á, suốt ngày hỏi băng đô vậy không có bán mà. Sợ luôn á. Đây mẹ số 1 nha, chị nào lấy cái này comment mẹ mua em nè, rất là xinh luôn, chất vậy. À rồi. Rồi áo này của Trang, áo thun của Trang Nguyễn nè. Ok. À đồ răng chị ship 10k em nha. Chị Giang nghĩ, chị Giang nghĩ bán luôn rồi chị Ngọc Trâm ơi. Rồi ok, áo thun của, áo thun của Trang Nguyễn nè, áo thun trắng của Trang Nguyễn nè, chốt cho Trang Nguyễn nè. Hello bé Thủy nha. Đây, mã số 3. Áo thun đen chữ lớp, chị nào lấy cái này comment mã 3 giùm em. Rồi ok, chị thấy em rồi, em cho chị địa chỉ luôn Nguyễn Huệ nha. Nó hơi mờ. Rồi ok em luôn. Mã số 3 nha các chị yêu nha, mã số 3 rất là xinh luôn nè. Màu đen nha, chị nào lấy cái này comment mã 3 giùm em. Cái này 55kg đổ về mặt vừa các chị nha. Hello chị Ngọc Trâm. Dạ rồi, mã số 3 nha. Hello như ý fan. Mi nho nhiều má, hôm nay tôi bị lên ký á. Mã số 3. Mã số 3 nha các chị yêu ơi, mã số 3 nha. Chị nào lấy cái này comment mã 3 giùm em nè, rất là xinh luôn. Màu đen. Có chữ lớp. Hello Phượng nha, Phượng ơi xin rút cho ly Phượng. Thấy chị Giang nha. Đây mã số 3 nha, chị nào lấy cái này comment mã 3 giùm em nè. Mã 3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị nha. Ngày hôm nay bị sao mà mạng tương tác kỳ quá vậy ta. Các chị ơi, các chị nhìn thấy em không ạ? Kỳ này phay nó bị. Rồi ok, mã 3 của Trang Nguyễn luôn nè. Áo hung nhiều lắm Trang ơi. Mã 3 chốt cho Trang Nguyễn luôn nè. Rồi, mã số 4 màu hồng, em báo hồng rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment số 4 giùm em. Số 3 em chốt cho Trang Nguyễn nha. Số 4 này các chị. Rất là xinh luôn. Số 4 nha các chị nha, 55kg đổ về mặt vừa nha. Đây mã số 4, chị nào lấy cái này comment mã 4 giùm em, hồng hồng. Rồi mã số 4 nha các chị yêu nha, chị nào lấy cái này comment mã 4 giùm em. Các chị ơi, các chị nhìn thấy em không ạ? Các chị ơi, các chị chấm tương tác với xe bài Hello Bone nha. Đây mã số 4 nha, chị nào lấy cái này comment mã 4 giùm em. Ngày hôm nay á là đi qua mẫu rất là nhanh luôn. Ok ok, Quỳnh thấy ly rõ. Áo chị đang mặc rồi em, áo chị đang mặc hết luôn rồi em. Áo của chị đang mặc hết rồi nha, nhưng mà áo không trắng rất là nhiều luôn. Đây mã số 4 nha các chị nha, chị nào lấy cái này comment mã 4 giùm em. Ly không đẹp bằng đồ chính xác luôn. Áo hung trắng nhiều lắm luôn, áo hung nhục của em. Cái đi, ê Quỳnh ơi, cái này xinh lắm nè Quỳnh, cực xinh luôn. Tôi tính hút mà hơi. Rồi, áo hung trắng rất là xinh luôn, mã số 5. Chị nào lấy cái này comment mã 5 giùm em, cực kỳ xinh luôn. Bữa nay tương tác bị yếu vậy ta. Free. No, never. Chân váy của chị đang mặc không có nha Can Nguyễn nha. Nếu mà em muốn có nhu cầu mua chân váy giống chị thì em inbox chị nha. Rồi ok, số 5 của Dễ Thương. Ok, số 5 của Bon nè. Cái này xinh lắm Bon. Số 5 hết nha Tâm Tâm nha. Hết luôn Su ơi. Số 5 hết rồi. Số 5 hết các chị nha. Cái này em chốt cho chị Thư, Nguyễn Nhã Thư. Số 5 hết các chị nha. Hết nha Trâm. Hết luôn nha, bé Trâm hết luôn nha. Số 5 hết nha. Chị có một cái thôi các chị, áo hung trắng rất là nhiều luôn.
từ chân luôn. Có váy luôn nha mèo yêu nha. Có váy luôn. Đây. Số 6. Trời ơi cưng ghê. Số 6 này các chị, số 6 rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment nhanh số 6 giùm Ly nè. Bây giờ em like rất là nhanh luôn. Số 6. Số 6 55 kg đổ về mặt vườn. Quỳnh ơi, mày bán được tao, mày bán luôn đi Quỳnh. Nhây. Đây, số 6 nha các chị yêu nha. Rồi, số 6. Số 6. Số 6 nha các chị nha, rất là xinh luôn nè. 55 kg. Ok, số 6 của Nguyễn Huệ này, chị chốt cho Nguyễn Huệ luôn. Khuyên Lê ơi, mình ở tu che đơn Dương Lâm Đồng nha bạn nha. Số 6 chốt cho Nguyễn Huệ nha. Hello chị Vi Tường, em đây, em đây. Em đây chị, em thấy chị rồi. Cắt cái gì dục? Nhiều thứ để cắt dục lắm. Quỷ Sứ Hà. Rồi. Rồi số 7 các chị ơi, áo hung kỳ này rất là xinh luôn. Số 7, chị nào lấy cái này comment số 7 giùm em. Đây. Số 7 nha. Số 7 55, cái này chắc 60 kg đổ về mặt vừa luôn á. Số 7 các chị nha, số 7 nè. Áo chị đang mặc hết luôn rồi Khuyên Lê ơi. Dạ rồi ok chị Phan ạ, một chút nữa em lên chân váy tại bây giờ em không có nhìn thấy nó chị ơi, hàng em nhiều quá. Số 7 chị nào lấy cái này comment số 7 giùm Ly. Rất là xinh, sắp hè rồi, cái chị mặc áo hung rất là xinh luôn. Rồi ok Vi Tường, heo ơi xe bài cho bé đi heo. Đây số 7 nha các chị nha, rất là xinh đây nè, chất rất là dày dặn nha. Các chị nhìn thấy chất ở trong nè, rất là dày luôn. Chị nào lấy cái này comment số 7 giùm em. Ngày kỳ này Facebook nó hạn chế cho tương tác nên nhiều khi các chị comment em thấy bị trôi comment luôn. Dạ, có đầy đủ luôn nha chị Vi. Ok, số 7 nha các chị yêu nha, số 7 nha. Chị nào lấy cái này comment số 7 giùm em nè. Bây giờ em sẽ quay mẫu rất là nhanh luôn. Nên những chị nào đây số 7. Rồi số 8 nha các chị. Số 8 nha các chị nha. Số 8 rất là xinh. Áo này là màu gì ta? Hồng cam. Số 8 rất là xinh luôn. 55 kg đổ về mặt vừa. Mà chị nào cao thì 60 kg đổ về mặt cũng vừa luôn. Đây chị nào lấy cái này comment số 8 giùm em nha. Cực kỳ xinh yêu luôn. Số 8 nha các chị nha. Đây. Chị nào lấy số 8 comment số 8 giùm em nha. Em sẽ like. Like em móc được cái này thì em sẽ like cái đó luôn nha các chị nha. Rồi ok, số 8 chốt cho chị Võ Thị Thùy Hương này. Chị Hương ơi, chị cho em lại số điện thoại với địa chỉ luôn chị ơi. Rồi số 8 chốt cho chị Võ Thị Thùy Hương nè. Nghĩ sao cái em ăn mặn vậy má? Mấy đứa lộng hành quá nha, mấy đứa Facebook chị mấy đứa lộng hành quá nha. Rồi, áo đỏ nè. Trời, số 9 nha các chị nha. Hello, Huyền Huyền. Huyền đâu rồi ta? Con mẹ Huyền. Số 9 các chị nha, rất là xinh luôn. Em áo đỏ 55 kg đổ về mặt vừa. Em áo đỏ này, rất là xinh. Số 9 nha, chị nào lấy cái này comment số 9 giùm em. Năm nay chị nào mà hợp với màu đỏ hốt em. Quỳnh ơi, áo đỏ này xinh nè Quỳnh. Nó này hợp với mày nè. Rồi số 9 nha, chị nào lấy cái này. Váy hả ú? Chưa biết luôn ú ơi, bây giờ đang la lên từ từ không biết cái nào luôn. Số 9 nha, chị nào lấy cái này comment số 9 giùm Ly. Áo đỏ. Số 10 này các chị, số 10 rất là xinh. Số 10 gấu. Đó, cái gì thế không ạ? Số 10 55 kg đổ về mặt vừa nha. Số 10 nha, các chị nha, số 10 nè, rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment số 10 giùm em. Áo gấu. A Quỳnh, thấy không? Số 10 nha các chị nha, số 10 nha. Kỳ này Facebook nó bị hạn chế tương tác là nhiều khi
hơi bị chặt luôn. Số 10 nha, chị nào lấy cái áo màu xám đó comment số 10 giùm Ly nè. Số 11 các chị nha, số 11. Cái này là con gì ta? Số 11 nha các chị nha, 55kg đổi về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment 11 giùm Ly. Các chị ơi, những chị nào đang xem với chị chấm tương tác giùm em với. Mạng bữa nay bị xem rồi ta. Các chị ơi, các chị nhìn thấy em không ạ? Hello Huyền, Huyền ơi, chia sẻ bài cho Ly coi. Các chị ơi, các chị thấy em không ạ? Những chị nào đang xem, các chị chấm tương tác giùm em với. Tại vì ngày hôm nay em thấy cái tương tác nó hơi bị kém luôn. Rồi, ok Huyền, chị thấy em rồi, chân váy đi. Ok. Bây giờ em like chân váy luôn các chị nha. Ok, nè, bây giờ em like chân váy luôn các chị nha. Chân váy rất là đẹp. Bình thường cái này là em sẽ bán cao hơn, nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ sale luôn là 50k thôi. Đây, chân váy nè, chị nào lấy cái này comment mã số 10 giùm Ly, rất là xinh. Ok, em thấy rồi các chị. Rồi, mã số 3 các chị nha, chân váy rất là xinh luôn. Đây, nó là dạng váy quần á các chị, ở trong nó là quần váy nè. Đó, chất rất là đẹp, rất là dày dặn nha các chị. Đây, chị nào lấy cái này comment số 3 giùm em. Chân váy rất là xinh luôn. Ồ, cái này là hàng đẹp lắm luôn á Quỳnh, tao tính bán mắc. Nhưng mà thôi, ngày hôm nay tao thấy tương tác hơi kém bán luôn. Tao lại lựa riêng ra rồi á. Đây, số 3, chị nào lấy cái chân váy này comment số 3 giùm em. Chất cực kỳ đẹp nha các chị nha. Cái này số 3 nè, chị nào lấy comment số 3 giùm em với nha. Ok em, ok em. Cái này là size gì vậy ta? Cái này số 3 50 mấy ký độ về một vừa ta. Cái này là số 3 55 ký độ, 50 ký. Không, cái này chắc 50 ký. 50 ký độ về mặt vừa các chị nha. Cái số 3 này 50 ký độ về mặt vừa này. Chị nào lấy cái này comment số 3 giùm em nè. Rồi mẹ số 4 nha các chị nha, mẹ số 4 cực kỳ xinh luôn, mẹ số 4. Đằng sau thun nha Thanh Quỳnh. Đằng sau thun. Cái này đẹp. Số 4 các chị nha, số 4 55kg đổ về mặt vừa, màu đen, còn hồi nãy là màu gì ta? Số 4 chị nào lấy cái này comment số 4 giùm em, rất là xinh luôn, chân váy quần các chị nha. Số 4 nha, chị nào lấy cái này comment giùm em số 4 luôn. Số 4 nha các chị, hình như số 4 không biết còn cái cá ta. Mạng hôm nay bị gì rồi? Dạ cái này 50k nha chị Thẩm Phan. Rồi ok, số 4 chốt cho Gia Linh nè. Số 4 chốt cho Gia Linh nè. Gia Linh ơi, cho chị số điện thoại và địa chỉ lại luôn nha em. Số 4 vẫn còn một cái. Rồi ok, số 4 chốt cho chị Hồng Chúc luôn nè. Số 4 còn cái chai chất, cái gì nhận cực kỳ đẹp luôn. Những chị nào mà hay mua hàng của Ly rồi là các chị biết đó. Rồi số 4 em chúc cho, chốt cho bạn Gia Linh với lại chị Hồng Chúc nè. Rồi không, số 4 có hai cái lận Gia Linh nha. Rồi ok, số 4 em chốt cho chị Hồng Chúc nè. Các chị ơi, những chị nào mua hàng của em á, các chị cho em số điện thoại với địa chỉ luôn nha. Số 4 chốt cho Gia Linh với lại chốt cho Hồng Chúc. Có chân váy nha Lê Hoàng Diệu Như nha, chị mới vừa vô lên luôn. Ok Gia Linh, ok, tí rồi các chị inbox nghe địa chỉ luôn nha. Đây, chân váy nè.
Đây. Dạ váy em mặc hả chị? Váy em mặc những chị nào muốn mua thì các chị inbox cho em nha. Có chân váy rin không? Dạ hôm nay không có chân váy rin nha chị Hồng Trúc nha. Đây số 5 các chị nha. Số 5 thì nó là nguyên màu gì ta? Đây chân váy số 5 nha. Chị nào lấy cái này comment giùm em số 5. Chỉ còn một ít chân váy thôi. Chị nào lấy cái này comment giùm ly số 5 nha. Các chị ơi ngày hôm nay các chị thấy em không ạ? Tương tác của ngày hôm nay hơi bị kém luôn. Quỳnh ơi đang ở đâu vậy Quỳnh? Xe lại cho anh một lần nữa coi. Chia sẻ bài cho anh một lần nữa coi. Số 5 nha các chị nha. 50k đồng giá. 50k đồng giá hết các chị nha. Đây số 5 nè. Chị nào đang lấy cái này comment giùm em số 5. Số 5 nha các chị nha. Rồi số 6 nè. Chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em nha. Dạ rồi ok chị. Tại em hay quên lắm luôn á. À, mấy cái váy này thì 55kg độ về mặt vừa nha các chị nha. 55kg độ về mặt vừa luôn. Còn cái này hơi nhỏ nè. Đây cái váy chân váy xòe. Chân váy xòe rất là xinh luôn. Số 7 chỉ có một cái duy nhất thôi. Chất cực kỳ đẹp. Cái này thì 50kg độ về mặt vừa. 52kg độ về mặt vừa. Để coi. Cái này 52kg độ về mặt vừa. Số 7 cực kỳ xinh luôn. Đây nè. Chị nào lấy cái này comment giùm đi số 7. Chỉ có một cái duy nhất thôi. Cái hàng này là hàng cao tiền hơn á. Nhưng mà ngày hôm nay em cũng sale luôn. Tại vì ngày hôm nay tương tác mạng hơi chậm nên em sale luôn cho các chị. Ok số 7 của Trinh Nguyễn nè. Chốt cho bạn Trinh Nguyễn nè. Sao kỳ vậy Tam? Số 7 hết rồi chị Hồng Trúc ơi. Số 7 có quần dạ váy. Số 7 hết luôn rồi chị Giang ơi. Hết luôn Hồng Gia Linh nha. Số 7 hết cái chị nha, số 7 chỉ có một cái thôi, hết luôn rồi. Có quần dạ váy luôn các chị ơi. Đây, em cho các chị coi lại nè. Số 8 là quần dạ váy. Cái này 55kg độ về mặt vừa. Quần dạ váy này rất là xinh. Ở trong là quần nè. Số 8 nè, chị nào lấy cái này comment số 8 giùm em. Ok Trinh Nguyễn. Ok Trinh Nguyễn thấy luôn. Chân váy đuôi cá. Chân váy đuôi cá hình như là hôm nay không có đâu Hoàng Dị Duy. Đây số 8 nè, chị nào lấy cái này comment số 8 em. Ốp xe rất là ốp. Dùm. Dạ áo như em thì áo hung trắng nhiều lắm luôn. Nhưng mà chị có heo heo thôi chị nha. Tại cái này có 1 cái à. Đây số 8 nè, chị nào lấy cái này comment số 8 cho em nha. Chân váy nha các chị nha. Số 8 nè. Cái này là quần váy nha. Chị nào lấy cái này comment số 8. Có quần dạ váy màu đen. Cái này thì nghiêng về xám nha. Cái này là nghiêng về xám nha Nguyễn Ngọc Khánh Vân nha. Số 8 nha. Chị nào lấy cái này comment số 8 giùm em nè. Rồi cái này số 9 nha. Cái này là màu gì ta? Cái này số 9 nè các chị. Số 9 rất là xinh luôn. Cái này là màu gì trời? Cái này là màu gì em cũng không biết luôn. Đây số 9 nha. Chị nào lấy cái này comment số 9 giùm em nè. Có quần đùi nữa nha các chị, ngày hôm nay có quần đùi. Đồ bộ nào ta? Còn luôn Vi ơi, Vi ơi đồ còn luôn, đồ bộ còn mà nhiều quá chị không thấy luôn đây nè. Bây giờ đồ bộ nha các chị nha. Cái này số 10, ấy cái này xinh quá vậy, chẳng lẽ để bận ta. Cái này số 10 nha các chị nha, rất là xinh luôn, số 10 55kg đổ về mặt vừa. Đây rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này hình như cái này chỉ có một bộ thôi. Chị nào lấy cái này comment giùm em số 10. 55kg đổ về mặt vừa nha các chị nha. Rất là xinh luôn nè. Ok em mặc mát lắm hả? Rồi ok em chị thấy rồi. Nhưng mà chị để đồ lộn xộn quá. Rồi ok số 10 của tình yêu ấy nè. Tình yêu ấy hôm bữa chị có một bộ rồi đúng không chị? Bây giờ rồi số 10 của tình yêu ấy nè, chốt cho tình yêu ấy nha. Rồi
10 hết rồi nha Thắm Phan, số 10 hết nha chị Hà Võ. Số 10 hết các chị yêu nha, quần đùi size này size 28 nha các chị nha. Rồi ok chị. 11, mã 11 quần đùi đen rất là xinh size 28, nhưng mà cái này hình như là nó bị nhỏ hơn size, cái này tầm size 28, có size khác không ta? Có size 28, có size 29 nha. Đây quần đùi số 11. 11 có 28 nè. Có size 28 nè, để em coi có size không. Có đủ size nha, cái quần đùi này có đủ size để 28 nè. 27 nè. 26. Rồi, quần đùi này có đủ size các chị nha, từ 26 cho đến 29, rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment mã 11 kèm size giùm em, rất là xinh. Đây quần đùi. Xinh lắm, cái này xinh nè. Size từ 26 cho đến 29 các chị nha. Các chị kèm mã 11 kèm size giùm Ly. Rất là xinh yêu luôn. Ê Út, cái này xinh nè Út. Hay lấy cái bận ta. Đây. Màu đen nha các chị nha, đằng sau có túi nha. Chị nào lấy cái này comment mã 11 kèm size giùm Ly nha. Ok Hiền. Áo của Ly mặc hình như hết rồi nha, hoa hồng nha. Hồi chiều. Rồi. Cái này mã 11 kèm size, chị nào lấy cái này comment mã 11 kèm size giùm Ly, rất là xinh. Rồi ok, Gia Linh mã 11 size 28 nè. 11 kèm size các chị nha, từ 26 cho đến 29. Mã 11 của Gia Linh size 28 nè. Chị thấy nha. Mã 11 vẫn còn các chị yêu nha, mã 11 vẫn còn luôn. Còn size 26, 27 với 29 nè. Chị nào lấy cái này comment giùm em lại nha. Chất rất là xinh luôn. Rồi ok, Ngọc Thạch My Thảo chuẩn bị, Ly chuẩn bị lên like rồi bộ. Các chị ơi, những chị nào mà lấy quần đùi á thì các chị comment mã 11 kèm size nha, còn size 26, 27 và 29 các chị yêu nha. Cái này là gì ta? Rồi, cái này quần rinh rất là xinh luôn, size 26. Chị nào lấy cái này comment mã 12 giùm Ly, cực kỳ xinh. Đây nè. Nó có cái này nè các chị. Size 12, mã 12, chị nào lấy cái này comment mã 12 giùm em. Đó, túi nó như vậy nè. Size 26 nha các chị nha, cái này size em này size 26. Mã 12. Nó như vậy nè, ở dưới nó có hơi rách rách một xíu. Rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment mã 12 đi nha. Các chị ơi, các chị còn thấy em không ạ? Ngày hôm nay mạng tương tác kém quá luôn, em không nhìn thấy gì luôn. Những chị nào đang xem các chị chấm tương tác giùm em với nha. Rồi ok Út. Út thấy không? Sao bữa nay mạng chậm quá vậy ta? Không có nhìn thấy comment cho luôn. Rồi. Cái này size 26, mã số 12, chị nào lấy cái này comment 72 nghe nha. Ok, tiếp cho quán không biết còn chưa bán không ta. Rồi đồ bộ nha các chị nha, đồ bộ màu hồng nết Chanel nè. Cái này là 55kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment mã 13 giùm em. Mỗi bộ chỉ có mỗi màu thôi, cái này còn rất là nhiều màu. Cái này màu hồng nha, cái này mã 13 nè, chị nào lấy cái này. Bộ nào ta? Chị Tiên Đình ơi, bộ gì chị ho? Đồ bộ này các chị ơi, đồ bộ nè. Đồ bộ gì ta? Rồi mã 13 nè, chị nào lấy cái này comment mã 13 giùm Ly. Rất là xinh luôn Chanel.
Đây mã số 13 nha, chị nào lấy cái này comment 13 giùm em nha. Có chim dài luôn hay sao á Nguyệt. Dạ bộ em đang mặc không có bán chị Tiền Đình ơi. Ủa chị Trang Vũ lấy 12 size 26. Ủa có mốt không thấy, thề luôn bé không nhìn thấy comment luôn. Ủa Trang Vũ đâu ta? Trang Vũ nó trời. Cái chị ơi ngày hôm nay em bị Trang Vũ nào Út, bé không có thấy comment hiện lên luôn. Sao bữa nay like kỳ vậy ta? Thấy cái điện thoại bị gì vậy ta? Rồi ok, rồi. Dạ rồi ok, chị Hồng Trúc bây giờ em like nhanh luôn. Rồi ok chị Hồng Trúc, bây giờ em sẽ qua mẫu rất là nhanh luôn. Nên bây giờ các chị à, chị comment số thôi nha, comment số giùm em. Bây giờ em sẽ like cực kỳ nhanh luôn. Áo, áo kèm. Dạ rồi ok. Rồi ok, bạn Trang Vũ ơi, cho mình xin số điện thoại và địa chỉ luôn. Cái này là gì ta? Dùm hả ta? Dùm váy nè các chị. Dùm váy. Dùm váy 55kg đổ về mặt vừa. Cái này mã số 2, chị nào lấy cái này comment lại dùm 2. Chị thấy em nha, thành nữ như ngọc. Đây. Cái này chân váy và áo đen các chị nha. Chân váy và áo đen, mã số 2. Chị nào lấy cái này comment mã 2 dùm ly nè. Mã số 2 nha các chị nha, 55kg đổ về mặt vừa, mã 2. Chị nói cái này comment mã 2 dùm em. Dùm 57kg. Ok chị ơi, chị đợi em sẵn đồ nha, tại vì đồ của em nhiều quá. Mã số 2 nè. Dạ rồi ok chị Trang Vũ, số 13. Số 13 hả chị, có màu hồng nốt với lại màu cam nha chị nha. Có màu hồng nốt với màu cam luôn. Đây, có cả màu cam nữa. Đây. Chị ơi, nếu mà chị lấy hồng nốt chị comment hồng giùm em, còn chị lấy cam thì chị comment cam giùm em nha. Bây giờ em sẽ like đồ lộn xộn với lại like nhanh luôn. Nên bây giờ các chị xem lại giùm em với nha. Rồi, áo sơ mi. Có chị Tường ơi, tướng của chị dễ bận mà. Áo sơ mi trắng nha các chị nha. Cái này mẹ 4 đi. Chị nào lấy cái này comment mẹ 4. Số 2 của Thu Thảo nè. Ô, số 2 là nào trời. Rồi ok, số 2 của Thu Thảo nè. Thu Thảo chốt cho Ly, cho Ly địa chỉ với số điện thoại luôn. Số 2 của Thu Thảo nè. Thu Thảo ơi, cho Ly số điện thoại với địa chỉ ở trên like giùm Ly luôn nha. Các chị ơi, những chị nào mua trên hàng của em thì các chị ơi, vui lòng cho em số điện thoại với địa chỉ luôn nha. Rồi, áo trắng nè, mã số 4 nè, sơ mi trắng nha. Cái này thì 55kg đổ về mặt vừa. Đây, đằng trước nó dạy nó là vải gì ta, nó hơi nghiêng về cát pha von đó các chị. Đây, sơ mi nha các chị nha, sơ mi nha. Cái này là mã số 4, chị nào lấy cái này comment mã 4 ly nha. Bây giờ em sẽ qua mẫu rất là nhanh luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu cực kỳ nhanh luôn. Rồi ok Thảo. Đây, số 4 nha. Rồi ok, số 4 của Vivi nè. Chốt cho Vivi nè. Rồi ok chị Thu Thảo luôn. Rồi 1m75 chắc cũng không ngắn lắm chị ơi. Tại cái đó em thấy cũng dài, cũng không ngắn nha chị nha. Rồi số 4 này bây giờ em sẽ like cực kỳ nhanh luôn. Nên các chị comment số giùm em. Đây, số 5, chị nào lấy cái hồng này comment số 5 giùm em. Đẹp quá Huy ơi, em mặc vừa. Số 5 màu hồng, 55kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment giùm em. Số 5. Bây giờ em like đồ rất là nhanh luôn, nên các chị cũng khó xem giùm em luôn nha. Số 6 nè. Số 6, chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em. 55kg đổ về mặt vừa. Dùm bây giờ em lộ ra chị hơi bị lâu luôn. Số 6, chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em. 55kg đổ về mặt vừa. Ok Vi. 46 vừa nha chị Tiên Đình. Có nha chị nha, em có các số ký nha các chị nha. Đây, áo hung hồng rất là xinh luôn, số 7, hình trái tim. Đây nè, các chị thấy không ạ, chất rất là đẹp. Số 7, chị nào lấy cái này comment số 7 giùm em, màu hồng. 55kg đổ về mặt vừa, số 7 nha các chị yêu nha. Rồi ok, thay đổi lên một xíu nha, số 7. Chị nào lấy cái này comment số 7 giùm em nha.
Bây giờ em sẽ quay mẫu cực kỳ nhanh luôn. Ok, cảm ơn Hiền nha. Số 7, cái này váy. Dạ rồi, ok, chị Tuyền Tinh lấy bộ hồng. Rồi ok chị. Rồi ok, chị Tuyền Tinh chốt bộ hồng cho chị Tuyền Tinh nè. Các chị ơi, những chị ở xa á, thì ở trên hai sản phẩm thì limit ship nha các chị nha. Còn một sản, chỉ có một thì em chưa có ship đồ. Đây, cái gì đây? Mã số 11 rất là xinh, váy 55kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment mã 11 giùm em. Rồi ok chị, em thấy luôn. Mã 11. Chị nào lấy cái này comment mã 11 giùm em, 55kg đổ về mặt vừa, mã 11. À, chị ở Tu Che Lương Dương Lâm Đồng nha, cà rốt xinh nha. Chị ở Lâm Đồng nha. Dạ, Ly ở Tu Che á Thảo ơi. Đây số 11, chị nào lấy cái này comment mã 11 giùm em. Dạ rồi, ok, chị Thanh nghe luôn. Nè, số 11 nè, chị nào lấy cái này comment mã 11 giùm em. Bây giờ em sẽ like hàng rất là nhanh luôn, nên các chị xem giùm em luôn. Mã 11, mã 12 nè, các chị. Rồi, hello Rivercoin. Mã 12, mã 12 rất là xinh luôn. Dạng áo ba lỗ nhưng mà nó sao ta. Đây, mã 12. Chị nào lấy cái này comment mã 12 giùm em. Cái này 60kg đổ về mặt vô. Đây mã 12 các chị nha, rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này chốt 12 giùm Ly nha. Trời, chị không nhìn thấy quần váy ở đâu luôn em. Mã 13 các chị, ở trong là như vậy nè. Ở trong nó có một cái áo ba lỗ với lại ở đây. Cái này xinh. Mã 13 các chị nha, mã 13. Còn ở ngoài nó như vậy nè các chị. Đó, rất là xinh, 55kg đổ về mặt vừa. Mã 13 nó như vậy nè. Ở trong có một cái áo ba lỗ. Chị nào lấy cái này chốt 13 giùm Ly. Đó, rất là xinh luôn. Cái này, cái áo màu đen ở trong với cái màu trắng ở ngoài. Đi biển cực xinh luôn các chị nha. Mã 13 nha các chị nha. Chị nào lấy cái này comment 13 giùm Ly nè. Đây, chị nào lấy cái này chốt 13 giùm em nha. Sao thấy hết, ok, số 13 của Hiền Cherry nè. Hiền Cherry ơi, cho Ly xin số điện thoại với địa chỉ luôn nha. Hiền Cherry cho Ly xin số điện thoại với địa chỉ luôn nha. Số 13 hết nha các chị nha. Em chốt cho bạn Hiền Cherry luôn. Trời, áo thun thì xinh quá. Xinh quá em. Rồi, mã 14 áo thun đen cực kỳ xinh luôn. Cái này hôm bữa em cũng hốt một cái mặc luôn. Nó hơi giống cái của Ly đang mặc nè, có sọc. Đây mã 14 hình như chỉ có một cái thôi. Chị nào lấy cái này comment nhanh 14 giùm Ly. 55kg đổ về mặt vườn, rất là xinh. Màu đen, có sọc trắng. Hao hao cái áo của Ly đang mặc luôn. Nó còn xinh hơn nữa. Mã 14 nha, chị nào lấy cái này comment mã 14 giùm em nè. Rồi ok, 14 của Bon nè. 14 hơi bị xinh luôn á Bon ơi. Bà Bôn gu mặc đồ Bôn giống Ly ghê luôn á. 14 hết nha Trinh Nguyễn nha. 14 hết rồi. Bà Bôn đã lửa hôn giống mình ghê luôn. Cái gì đây ta? 14 hết rồi Trinh Nguyễn nha. 14 hết luôn Gia Linh nha. Sao cái này em thích mấy chị cũng thích vậy trời. Thôi bị xinh luôn. 15 đồ bộ Chanel màu đen. 15 nha các chị nha. Ok chị Hiền Cherry em thấy rồi chị. Rồi em cảm ơn chị, em thấy vậy rồi. 15. À 50k đồng giá nha Nguyễn Huyền nha. Có nghĩa là nguyên một set cũng là 50k. Mà lẻ cũng là 50k luôn. Một bộ cũng là 50k luôn nha. Rồi cái này là màu gì ta? Màu xanh đen hả ta hay màu đen? Màu đen nha các chị nha. Cái này màu đen. Chị ở Tu Che Đơn Dương Lâm Đồng nha Nguyễn My nha. Cái này là mã 15. Chị nào lấy cái này comment mã 15 dùm Ly nè. Rất là xinh luôn. 55kg đổ về mặt vừa nha các chị nha. 55kg đổ về mặt vừa nè. Hello Thảo. Đây
đây 15 nha. Chị nào lấy cái này comment 15 dùm ly nè. Dùm đâu hay gì? Dùm của mày hôm bữa cất rồi mẹ. 15 nha các chị nha, 15 nè. Rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment 15 dùm ly. Cái này dạng sơ mi baby doll. Đây, rất là xinh, mã 16. 16 nha các chị yêu nha, 16 nè, mã 16 nè. Dạ, 50k đồng giá nha chị Nguyễn Bảo Yến nha. Em có ghi ở ghim ở dưới bình luận. Dạ có luôn nha, Bích Thảo có giùm không? Hình như có Thảo ơi, nhưng mà đang nhiều hàng quá. Đây, 16 nha các chị nha, rất là xinh. Nó là dạng áo sơ mi nhưng mà baby doll. Vải của nó là vải von. Vải von rất là xinh luôn. 16. Cái set của chị mặc hết rồi nha Nguyễn Bảo Vân nha. Cái áo em đang mặc hết rồi nha chị. 16 nè, chị nào lấy cái này comment 16 giùm em. 55kg đổ về mặt vừa, bánh bèo gơ. Đó, chị nào lấy cái đó comment giùm em 16 nha. Hello bắp nướng, happy birthday nha. 16 hả, xinh á chị Vy ơi. Rồi ok chị Trang Vũ, 16 xinh á chị Tường. Cái này hơi bị dễ thương luôn. Hôm bữa em cũng lấy một cái rồi. Đây, chị Tường coi lại nha. Cái chất này ở ngoài đẹp nè chị. Chị hay mua đồ của em. Ok, 15 của Chí Ngô nè. Chốt 15 cho chị Chí Ngô. Hết rồi nha chị Vy Tường ơi. 15 chốt cho chị Chí Ngô. Chí Ngô ơi, chị cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn chị nha. Chị cho em xin số điện thoại với địa chỉ luôn. Rồi 16 nè, chị nào lấy cái áo hung này comment 16 giùm ly, rất là xinh. 16, màu tím. Rồi ok, 16 chốt cho bà Gia Linh. Chị Tường ơi, hết luôn rồi chị Tường, để tí em kiểm tra lên luôn. Gia Linh chốt cho Gia Linh 16 nè. Chị Tường ơi, hết rồi, tí rồi em kiểm tra lại cho. Còn không chị nha, nếu mà còn em inbox cho. Rồi ok, chị Ngô anh thấy rồi. 17 nè, 17 rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment giùm ly 17. Đây, rất là xinh. 17, 55kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment 17 giùm ly, rất là xinh. 55kg đổ về mặt vừa nha các chị nha. Bây giờ em like sẽ rất là nhanh luôn, em quay mẫu cực kỳ nhanh luôn. Nên những chị nào mà em nói khoảng 2 lần số thì các chị comment lại giùm em nha. 17 nè. Ok, 17 của chị Chí Ngô luôn nè. Rồi, 17 em chốt cho chị. Có set đồ bộ ngủ nha Nguyễn My. Bây giờ có nhiều lắm luôn. Có set đồ bộ ngủ luôn. Ủa, 16 là không phải cái baby doll. Dạ, bầu mặt vừa nha chị Chí Ngô. Cái 16 không phải baby doll. Cái 16 là cái áo hung ở Gia Linh rồi. Đúng rồi, vậy là em comment nhầm rồi. Nếu mà comment nhầm thì nói chị nha, inbox chị nha, chị bỏ ra nha. Rồi, số 18 nha các chị yêu nha. Màu hồng rất là xinh. Có chữ gì đây ta? Đây, số 18 cực kỳ xinh luôn. Đóng thùng rất là xinh. 18, chị nào lấy cái này comment 18 cho em. Em này cực kỳ xinh luôn. Đây, các chị thấy không ạ? 18 nha. Áo chị đang mặc 50k đồng giá nha chị Hạ Lan. Áo của em mặc là 50k đồng giá luôn. 18, chị nào lấy cái này comment 18 dùm ly. Áo hồng này xinh vậy ta. Cái này 55kg đổ về mặt vừa nè. Chị nào lấy cái này comment dùm ly số 18 nha. Rồi ok Thu Hảo. Dạ em không có bán áo này em nhanh caro. Cái baby doll hết rồi Gia Linh. Hết rồi nha Gia Linh nha. Rồi, số 19 nha, 19 rất là xinh. Dạng như sơ mi gì đây ta. Đây, số 19. Hà Lan ơi, cái áo chị đang mặc hết rồi. Hết luôn rồi em. Hồi chiều có mấy bé trường chị nó vô nó hốt mấy cái giống vậy hết luôn rồi. Đây, số 19. 19 thì khoảng 52kg đổ về mặt vừa thôi. Chị nào lấy cái này comment 19 giùm ly nha. Rồi ok, 19 của chị Chí Ngô nè.
19 hết nha, chị xong miếng vỏ nha, 19 hết rồi. Đây, 20 rất là xinh luôn, dạng váy 20 nha các chị nha, 20 rất là xinh. Cái này mặc ở nhà cũng mát. 20 nè, 20 nha các chị nha, 55kg đổ về mặt vừa. Chắc cái này chắc 60kg đổ về của mặt vừa quá. Cái này 55kg đổ về mặt vừa, còn nếu chị nào cao. 19 hết rồi, da lên ơi, hết nha, xong miếng vỏ nha. Này số 20, chị nào lấy cái này comment 20 dùm đi, rất là xinh. Để các chị thấy không ạ? Chất khung nha các chị nha, khung dày dặn luôn. Nhưng mà rất là mịn. Ok Nguyễn My, 20. Ok chị Ngô nha, ok. Đồ bộ đó ta. Ok, ok rồi, em thấy rồi. Ê, cái Gucci này cực kỳ xinh luôn. Đây, cái con mèo này đang hot này các chị ơi. Cái này mã số 10, chị nói lại cái này comment là cho Ly mã số 10. Áo Gucci mèo này đang rất là hot luôn. Mã 10 nha, chị nói lấy cái này comment mã 10 giùm Ly nè. Mã 10 nha các chị nha, cái này 55kg đổ về mặt vừa, mặt rất là xinh luôn. Dạ yeah. Nói cái thằng Caro là không? Mã số 10 nha, chị nó lấy cái này comment mã 10 dùm Ly. Mã số 10. Đây, mã số 10, ok, mã số 10 của chị. Rồi mã số 10 của Song Yến Võ này, chị Song Yến Võ ơi, cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn chị nha. Những chị nào mua hàng của em á thì các chị cho em số điện thoại và địa chỉ luôn. Mã số 10 em chốt cho Song Yến Võ nè. Kỳ này áo thun của em về cực kỳ nhiều luôn, bởi vì hè rồi, các chị tranh thủ mua áo thun đi. Dưa hấu dễ thương lắm. Ê, đồ bộ dưa hấu dễ thương vậy? Là sao ta? Áo ba lỗ, dạ ship tùy nơi nha, chị Phượng Tuân ơi, cái này cũng tùy. Áo ba lỗ dưa hấu nha các chị nha. Đó, áo ba lỗ dưa hấu nè, rất là xinh luôn. Cái này mã số 3. Mã số 3. Mã số 3 rất là xinh luôn, 2 cái 50k. Cái này là 2 cái luôn các chị nha, 2 cái 50k. Không biết có để lộn không ta. 2 cái luôn, em thấy ở trong bọc này có 2 cái luôn. Em bán 50k luôn, 50k 2 cái. Chị nào lấy cái này comment giùm em mã số 11 đi. 11 nha các chị nha, mã số 11. Ok Kim Yến, ok Kim Yến đồ đùi. Ok, ok má Yến luôn á. 11 này các chị ơi, 11 2 cái luôn nha. Em thấy trong cái bịch có 2 cái luôn. Dạ rồi, ok chị Ngô, em thấy chị rồi. Đây, mã 11, chị nào lấy cái áo dưa hấu này comment mã 11 giùm Ly nè. Rồi, mã 12 đồ bộ nha các chị nha, rất là xinh. Mã 12 cái này thì 60kg đổ về mặt vừa. Mình ở Tu Che Đơn Dương Lâm Đồng nha bạn Bầu Nguyễn nha. Đây, quần đùi rất là xinh, có túi nè. Quần đùi có túi luôn các chị nha. Có túi nè. Cái này khoảng 60kg đổ về mặt vừa bởi vì nó là hàng thun. Cái này chất rất là dày dặn. Cái này mã 12. Ở đằng trước này các chị. Đằng sau này, đằng sau rất là xinh. Đó, các chị thấy không ạ? Mã 12 nha. Chị nào lấy cái này comment mã 12 dùm Ly, đồ bộ nha các chị nha, mã 12. Đó. Chị nào lấy cái này comment mã 12. Ok, mã 12 em chốt cho chị Chí Ngô luôn. 12 em chốt cho chị Chí Ngô luôn này các chị. Cái đó rất là mát nha các chị nha. Ok, em xem body. Chị cũng không biết cái nào nữa em. Rồi, ok. Body 12. 12. 12 hết nha chị Hiền Cherry, 12 hết nha chị. Chị Mộng Thùy 12 hết luôn nha chị Trang Vũ. Dạ, yeah. Cái đồ bộ này em về nhiều lắm luôn á, nhưng mà em bạn không có tiền nữa. Bây giờ qua body đi các chị ha. Bây giờ em. Rồi 13 nè, Adidas 13. Đây. Mã 13 rất là xinh luôn. Cái này thì em nghĩ là những chị nào mà body nhỏ con một chút thì mặt sẽ xinh hơn. Cái này thì tầm 52kg đổ về mặt vừa, 13 nha.
Chị nào lấy cái này chốt 13 giùm ly nè. Adidas các chị nhé. Mười ba nha các chị yêu nha, 13 nha. Adidas rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment dùm ly. Adidas á, à, lộn 13 chứ. Rồi ok, 13 của chị Chí Ngô luôn nè. Em chốt cho chị luôn nha. 13 em chốt cho chị luôn. Rồi 14 này các chị, 14 là cái gì ta? 14, 14 thì cũng 52kg đổ về mặt vừa luôn, rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment 14 giùm em. Mười bốn nha các chị yêu nha, 14 nha, 52kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment 14 giùm em. Rồi ok, Hồng Trúc có body trơn không hình? Em cũng không biết nữa chị Trúc ơi, bây giờ em mới kiểu em mới lấy hàng ra, em cũng không biết luôn. Em không biết là có đồ gì luôn á chị. À anh Chuông ơi, là mình bán đồ 50k đồng giá bạn nha. 50k đồng giá bạn nha. Chân váy đỏ, cái này thì chi rút khoảng 55kg đổ về mặt vừa. Cái chân váy đỏ này 55kg đổ về mặt vừa. Cái này số 3. Chị nào lấy cái này comment số 3 giùm đi, rất là xinh. Đó các chị thấy không ạ? Số 3 nha các chị yêu nha, số 3 nè. Đằng sau có gì hùng đi nè, cái chị đằng sau có lưng hùng. Rồi ok, số 3 của chị Chí Ngô luôn. Mười bốn là cái nào vậy chị Anh Chu ha? Mười bốn là cái nào á chị? Số 3 hết rồi. Số 3 hết rồi Trinh Nguyễn ơi. Số 14 là cái nào á chị Anh Chu? Mẹ em đặt riết hồi em không biết em đặt số nào luôn. Số 14 hình như là cái máy body á phải không chị? Hết rồi nha, dơ lên nha. Số 14 hết, đến số 13 hết, số 3 hết rồi. Số 13 chỉ có một cái chân váy thôi, hết rồi các chị nha. Số 14 là cái này phải không chị? Chị nào lấy cái váy cam này comment lại 14 giùm ly nha. Cái váy cam này là số 14. Chị nào lấy cái này comment lại giùm ly số 14. Áo hung cực kỳ xinh luôn, áo hung đen. Cái này số 5, chị nào lấy cái này comment số 5 giùm ly. Ê Quỳnh ơi, cái áo chó này hơi bị xinh luôn. Rồi ok chị Anh Chu số 14. Rồi ok chị, số 14 của chị Anh Chu nè. Rồi ok chị. Rồi số 5 của Song Yến Võ nè. Rồi ok chị, ok. Số 5 hết rồi các chị ơi, số 5 áo chó chỉ có một cái thôi của chị Song Yến Võ. Song Yến Võ có đơn gì đâu. Rồi 15 hết, số 5 hết rồi các chị nha. Số 5 chỉ có một em chó thôi hết. Nhưng mà còn rất là nhiều áo hụt ác. Cái chân váy còn nè. Chân váy còn nè các chị ơi, chân váy màu đen, số 6. Số 6 màu đen giống hồi nãy, 55kg đổ về mặt vừa, màu đen luôn. Số 6 chị nào lấy cái này comment số 6 giùm ly. Số 6 nè, có màu đen luôn. Y chang cái màu đỏ hồi nãy luôn các chị nha. Đây nè. 55kg đổ về mặt vừa, số 6. Chị nào lấy cái này comment số 6 giùm ly. Màu đen. Số 6 nha các chị nha. Số 6 nha. Chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em nè. Vẫn còn luôn. Tại vì em cứ bới hàng lên, em cũng không biết là có những gì luôn. Số 6 nha. Vừa anh Chu ơi, vừa vừa nha anh Chu nha. Bởi vì cái này có dây gút nè. Em thấy không? Ở đây có dây gút á, nên 40kg mặt vừa luôn. Với lại nó là lưng thun. Số 6 nha, chị nào lấy cái này comment số 6 giùm đi. Rồi ok, số 6 chốt cho Gia Linh nè. Rồi ok, số 6 chốt cho Gia Linh nè. Áo hung xinh đi. Ok, có nha Bầu Nguyễn nha, có chân váy nha, có quần dạ váy nha chị nha. Số 7 nè các chị, áo trắng kem. Áo trắng kem rất là xinh luôn. Áo hung về rất là xinh, chất rất là dày dặn. Những chị nào mà biết em rồi là các chị biết được trước á, em dự toàn là mặc đồ shop không thôi. Nhưng mà từ khi em bán đồ này thì em cũng tranh thủ lắm. Mấy cái đồ này cực kỳ xinh luôn. Không thể tin được là nó rẻ như vậy luôn á. Đây số 7 nha, chị nào lấy cái này comment số 7 giùm ly nè.
chất rất là dày luôn. Xíu chó vừa đồ âm. Ok, số 7 chốt cho chị Trang Vũ nè. Chị Trang Vũ ơi, chị có đơn với chị hả? Rồi. Ok, số 7 chốt cho chị Trang Vũ nè. Ừ, áo không trắng đúng đẹp luôn á. Xíu hồi nãy giờ mặc ai cũng hỏi hết trơn á. Hồi chiều hên là mày vớt cái này được á, ai cũng hỏi tao hết trơn á, má đời lại luôn à. Áo không trắng đúng đẹp luôn á. Y đồ bộ xinh vậy. Rồi số 8 các chị nha. Số 8 áo đỏ đô thỏ. Số 8 55kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment số 8 dùm ly. Số 8, chị nào lấy cái này comment số 8 dùm ly nha. Lanh quá lanh, xinh xíu hơn. Không nghĩ cái áo này xinh vậy luôn á. Số 8, chị nào lấy áo thỏ này comment số 8 dùm em nha. 55kg đổ về mặt vừa nè, rất là xinh. Ok, số 8 của Chí Ngô. Ok, em chốt cho chị Chí Ngô. Các chị ơi, mua 10 sản phẩm thì em sẽ tặng một sản phẩm các chị nha. Còn những chị nào mà mua nhiều á thì em sẽ tự bớt cho các chị, nên các chị đừng có lo. Bởi vì những chị nào mà hay mua hàng của em rồi á, các chị biết á, em cực kỳ dễ tính luôn. Cái gì vậy ta? À, áo này số 10 nha các chị nha. Số 10 rất là xinh. Đây, số 10. Để ghim bình luận của xíu nè, áo rất là chất luôn. Nhìn cứ tưởng như xíu một đống. Số 10 nha các chị nha, số 10 thì 55kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment số 10 giùm em. Số 10 nha các chị yêu nha, số 10 màu đỏ đô nha các chị nha. Ở ngoài nó là màu đỏ đô. Nó là dạng như vải gì ta? Nó chất thun nhưng mà hơi két két một xíu. Chắc là thun cái. Dạ số 10 nè, chị nào lấy cái này comment số 10 giùm ly nha. 55kg đổ về mặt vừa luôn. Áo một tám. Đây cực kỳ xinh. Số 11. Chị nào lấy em này comment 11. Cái này dạng em này thì nó dạng như là mấy chị dạng có eo á, mặt sẽ rất là xinh. 55kg đổ về mặt vừa. Đây nè, nó có đính đá đó chị. Ở đây nó có đính đá này. Đây rất là xinh. Đó, cái này mặc hơi eo luôn. Số 11 nha các chị nha. Chị nào lấy cái này comment 11 giùm ly. Đây, màu xám nha các chị, màu xám. Chất nè, rất là đẹp. Ở đây là nó có cái đính cái gì ta? Đính đá ở trong, đính đá chị, đính cườm á. Số 11 nha, chị nào lấy cái này comment. Ok, số 11 chốt cho chị Trang Vũ luôn nè. Số 11 chốt cho chị Trang Vũ. Hello Trang, Trang ơi. Đồ kìa này xinh lắm luôn á. Táo hùng xinh lắm Trang. Cái này là sao ta? Cái này dạng áo cổ lọ. Số 11 là cái nào chị? Số 11 hết rồi chị nha. Số 11 hết rồi. Số 11 à, chị Trang Vũ lấy trước rồi nha chị Anh Chu nha. Ok Trang. Số 12 này các chị. Cái này là dạng áo hung nhưng mà cổ lọ màu đen, tay ngắn, rất là xinh. Số 12 này thì 52kg đổ về mặt vườn, rất là xinh. Đây, nó có cổ dạng 3 phân. Số 12, chị nào lấy cái này comment 12 dùm đi. Chắc hốt luôn quá, cái này mặt xinh lắm. Số 12 nha các chị yêu nha. Đây. Rồi ok, số 12 của chị Huyền Cherry nè. Các chị ơi, hai sản phẩm em mới ship các chị nha. Các chị tăng thủ mua trên live giùm em luôn. Số 12 nha các chị nha. Ê, cái này xinh quá này, bệt vai. Số 12. Số 12. Số 12 hết nha chị Chí Ngô nha. Đây, bệt vai số 13. Cái này là dạng vải von, cực kỳ đẹp luôn. Vải von rất là mát. Cái này sao ta? Cái này là trước đây. Đây, bệt vai số 13 rất là xinh, bệt vai. Dạ rồi, ok, số 12 Huyền Cherry không vừa vậy. Để em đổ qua chị Chí Ngô. Các chị ơi, các chị mua 10 sản phẩm. Rồi, ok, số 13 của chị Chí Ngô luôn. Rồi, ok, số 13 của chị Chí Ngô nha các chị nha. Hết nha Phượng ơi, sorry Phượng, hết rồi chị Thu Thảo nha, hết nha. Hết luôn. Đây, hết rồi các chị ơi, số 14 cũng bẹt vai, tay lè.
14 cũng bẹt vai tay le vải von rất là mát đây. 14 cái này 55kg đổ về mặt quần. Đa phần đồ của em là 55kg đổ về mặt quần nha các chị nha. 14 rất là xinh, bẹt vai luôn, tay le bẹt vai. Chị nào lấy cái này comment 14 giùm Ly nha. Cái này nó hơi có hở tay chút. 14 nha các chị nha, 14 nè. Bạn thử cho các chị coi rất là xinh. Dạng bẹt vai. Hay sao á, bẹt vai đúng không ta? Em thì không có hợp với cái đồ bẹt vai đâu mấy chị. Nó vậy nè. Rồi ok, số 14 của chị Vi Tường. Cái này xinh nè chị Tường ơi. Đây nè, cái này không làm bẹt vai cũng được luôn. Ok, số 14 chốt cho chị Vi Tường nha. Chị Vi Tường là không cần xin số điện thoại, không cần xin gì luôn. Đi tới nhà đưa luôn nha. Rồi, số 14 chốt cho chị Vi Tường này hết nha chị Thu Thảo nha. Số 14 hết các chị nha. Em chốt cho chị Vi Tường rồi. Ây, đồ bộ xinh gì luôn á. Số 15 các chị nha, 15 rất là dày luôn. Trời, chất 15 cực kỳ đẹp luôn. 15 đồ bộ nha các chị nha. Chất rất là dày. Đây, số 15 đồ bộ nha các chị nha. Số 15, 15 đồ bộ sexy girl nha các chị. Rất là xinh, chất von. Đây, số 15, chị nào lấy cái này comment 15 giùm Ly nha. 15 nha các chị nha. Rồi ok, 15 của chị Chí Ngô luôn. Chị Chí Ngô ơi, mua 10 sản phẩm em sẽ tặng 1 sản phẩm nha. Từ tối giờ em thấy chị mua hơi bị nhiều luôn. Rồi 15 hết rồi chị Hồng Trúc ơi. Đây, số 16, 16 đồ bộ luôn. Chị nào lấy cái này comment giùm Ly 16. 16 nha các chị nha. Đây, cái này là vải KT nha các chị nha. 16 caro KT. 16 nha các chị. Chị nào lấy cái này comment 16 giùm Ly. 55kg đổ về mặt vừa. 16 nha, có quần với áo luôn, nguyên một bộ. Ok, 16 của chị Chí Ngô luôn. Em chốt cho chị Chí Ngô nha. Rồi 16 của chị Chí Ngô này. Chất ngày hôm nay về rất là đẹp luôn á chị. Em không nghĩ chất đẹp vậy luôn á. 17 nè các chị ơi, 17 màu đỏ đô rất là xinh. 17 này xinh nè chị Tường ơi. 17. 17 đỏ đô nha các chị nha. Đỏ đô. Áo với quần luôn. Đây 17. 17 nha các chị nha, 17 nha. 17 màu đỏ đô rất là xinh, 55kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment 17 giùm Ly nha. Đó, các chị thấy không? Áo nè, quần nè. Ok, 17 em chốt thì chị Hồng Trúc. Cái này xinh lắm chị Trúc. Bộ này em cũng lấy một bộ. Rồi, 17 hết rồi nha. 17 em chốt thì chị Hồng Trúc trước nha. Rồi, 17 em chốt cho chị Hồng Trúc. 16 là cái nào vậy trời? Hình như 16 hết rồi chị ơi. 17 vẫn còn nhưng mà còn màu vàng. Nên em nhảy qua 18 luôn. Hay là em bận trời. Đây, số 18 các chị ơi. Số 18 màu vàng rất là xinh luôn. Chị nào comment trước, comment giùm em số 18 màu vàng rất là xinh. Y chang cái bộ màu đỏ hồi nãy luôn. 18 nha các chị yêu nha, 18 này. Mười tám nha các chị nha, đây rất là xinh. Ok, 18 chốt với chị Chí Ngô luôn. Rồi 18 em chốt với chị rồi á chị ơi. Áo thun. Đây 19 1997. Úc ơi xinh lắm Úc ơi. Úc ơi cái này xinh nè. Cái này 19 nha các chị nha, mã 19 màu đen rất là xinh. Em thì cực kỳ thích màu đen luôn. Không biết tại sao luôn. Đây, 19 nha, chị nào lấy cái này comment 19 giùm Ly. Có số 1997, 19.
Ấy ấy Trang, cái này đẹp nè Trang. Cái gì má? Trang có lấy cái này không? Trang 97 đúng không? Mặc áo cúp vừa đồ. Đây mã 19, chị nào lấy cái này comment 19 giùm em. Trang có lấy không? Re cho cái này luôn nè. Mười chín nha, chị nào lấy cái này comment 19 giùm Ly nè, rất là xinh luôn. Sao mình ok 19 chốt cho Gia Linh. Ôi chị cảm ơn Môn Sinh nha, lâu rồi mới có người khen xinh luôn. Rồi 19 chốt cho Gia Linh. Gia Linh ơi, hồi nãy em không có lấy cái áo màu tím phải không? Chị bỏ cái áo màu tím ra nha Gia Linh nha, chứ không có công chị quê chị ship luôn á. Linh ơi, con mẹ Yến mà không ngựa ai ngựa nữa hiền. Ấy 19 chị bỏ cho em ra cái áo đó nha. Rồi ok thấy luôn. Đây em áo màu xám mã 20. Em ấy cái này váy á chị nha. Cái này váy 20 mã 20. Cái này 55 kg đổ về mặt vừa, chị là lấy cái này comment mã 20 giùm em. Mã 20 cái chị nha. Mã 20, chị nào lấy cái này comment 20 giùm Ly. Ủa không thấy gì luôn á trời. Các chị ơi, có nhiều chị inbox nhắn tin cho em á là nãy giờ mua nhiều lắm á, không thấy hả Ly, thì em cũng không thấy thiệt. Nên những chị nào mà mua hàng mà không mua được các chị inbox giùm em nha. Đây mã 20, chị nào lấy cái này comment 20 giùm Ly nha. Tại vì ngày hôm nay hình như bị ẩn comment á các chị. Những chị nào mà tương tác kém với em á thì nó sẽ bị ẩn comment hết luôn. Đây mã 20, chị nào lấy cái này comment 20 giùm Ly nha. Đây cái này xem. Mã 21 áo vàng hoa dài tay. Chị nói cái này comment mã 21 giùm Ly nha. Cái này 55 kg đổ về mặt vừa, chị nó lấy cái này comment giùm Ly mã 21. Năm mươi lăm ký đổ về mặt vừa các chị nha, tay dài thun rất là dày dặn, rất là mát. Rồi 21 của tình yêu ấy nè, cái này rất là xinh luôn, nó rất là dày. Rồi 21 em chốt cho chị tình yêu ấy nè. Rồi 21 chốt cho tình yêu ấy nha. Áo hung là 50k đồng giá nha bạn Maiden nha. Ly bán 50k đồng giá hết nên các chị đừng có hỏi ở trên like được nha. Tại vì em có ghi ở trên bình luận của em luôn. Ê cái này xinh vậy ta. Trời cái này cực kỳ xinh luôn, mã 22. Trang ơi cái này xinh lắm nè Trang. Mã 22 cực kỳ xinh luôn các chị ơi, mã 22. Em váy đỏ body, cái này chắc 55kg đổ về mặt vừa. Mà bạn nào cao cao mặc hơi xinh luôn. Cái này rất là xinh luôn. Mã 22 các chị nha, do em bận đồ ở trong nhìn hơi kỳ chút. Nó có xỉ tè này các chị. Mã 22 nha. Cái này do em bận đồ ở trong nó hơi bị kỳ luôn. Nhưng mà rất là xinh. Mã 22 nha các chị nha. Mã 22 nha, chị đã lấy cái này comment 22 giùm đi. Ký đổ về mặt vừa, có sẽ tà luôn các chị yêu nha. Đây 22 của Thu Thảo. Đúng rồi, cái này chị mặc được này, tại vì nó hơi bị dài với em luôn. Ok 22 chốt cho chị Thu Thảo nè. Cái này chắc chị bận vừa á Thảo ơi, tại vì cái này nó hơi bị dài luôn. Được nha Thảo nha, cái đó dài lắm Thảo, cái đó Ly bận dài lắm luôn thì Thảo chắc mặc vừa á. Rồi 23 này các
chị ơi, 23 rất là xinh, em thỏ, em chó. 23 váy nha các chị nha, 23 nè. 23 nha các chị yêu nha, 23 nè. 23 55 kg đổ về mặt vừa. Nhưng mà nếu mà bạn nào cao á thì số ký nó vẫn có thể cát lên được nha, tại vì 23. Chị nào lấy cái này comment 23 giùm Ly nha, rất là xinh yêu luôn. Ok Thảo nha. Ok Thảo thấy luôn. Đây 23, chị nào lấy cái này comment 23. Ok 23 của chị Hồng Cúc. Ok thấy luôn Trang Nguyễn. Rồi bây giờ rồi 23 của chị Hồng Trúc nè. Đồ hôm nay rất là đẹp. 23 của chị Hồng Trúc, 23 của chị Trang Vũ luôn. Rồi. Gỡ hình chắc là được á chị Hồng Trúc ơi, gỡ hình được luôn. Rồi 23 của chị Hồng Trúc nè, 23 của chị Trang Vũ luôn nè. Em chốt cho chị Hồng Trúc với Trang Vũ, tại vì cái này có 2-3 cái vẫn còn nha các chị nha, mã 23 vẫn còn mấy cái luôn. Ủa Trang Vũ chị có đơn chưa ta? Tại đây. Rồi 23 chốt cho chị Trang Vũ với Hồng Trúc, cái này chắc gỡ hình ra được á chị ơi. Ôi rất là xinh. 24 nè, mẹ 24 em thỏ. Chị nào lấy cái này comment 24 giùm em. 24 nha các chị yêu nha. Đây. Chị nào lấy cái này comment giùm Ly mẹ 24 nè. Nha các chị nha. Cái này 24 rất là xinh em thỏ. Mẹ 24 chị nào lấy cái này. Cái này xinh nè Trang ơi. 24 nha, 55 kg đổ về mặt vừa. Áo thun, thun trắng. Đóng thùng cực xinh luôn. Em thỏ 24, chị nào lấy cái này comment 24 giùm Ly. Tại vì bữa nay like của em nó hơi bị ít người xem, chứ bình thường mà mấy cái áo này mà nếu mà like của em đông đông chắc là hơi bị nhiều người luôn á. Đây 24 nha. Đây chị nào lấy cái này comment 24 giùm Ly, rất là xinh. Áo thỏ. Nhưng lúc em ở đây có chân váy nha chị Phượng Phan. Bây giờ em sẽ like áo thun hơn like chân váy nè. 24 nha, áo trắng này là 24. Chị nào lấy cái này comment giùm em Ly 24 nha. Đây. 25 cái chị nha, 25 màu đen. 25 là em gấu. 25. Rồi ok chị. 25 nha các chị nha, 25 màu đen rất là xinh nè. Chị nó lấy cái này comment 25 giùm Ly. Bà ngoại đi ơi, bà ngoại nha. 25 cái chị yêu nha, 25. 25 là em gấu đen, rất là xinh luôn, 55 kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment giùm Ly 25. 25 nha các chị nha, em gấu rất là xinh luôn. Đó, em đó, mẹ 25, chị nào lấy cái này comment 25 giùm Ly. Bây giờ em qua mẫu rất là nhanh luôn. Các chị nha, 26 nè. Cái này thì chắc là chị nào body nhỏ một xíu thì mặc sẽ đẹp. Cái này 52 kg đổ về mặt vừa. 26. Em sọc đỏ trắng với lại có cái này. 26 nha, chị nào lấy cái này comment 26 giùm Ly nha. Cái này khoảng 52 kg đổ về mặt vừa các chị nha. Các chị comment mã 26 giùm Ly nha. Các chị ơi, các chị có muốn xem váy ngủ không? Váy ngủ rất là xinh luôn, em cộng một cái 27 nè các chị, 27 váy ngủ rất là xinh. Cái này là hàng mắc hơn. Hồi chiều em có lựa ra rồi nhưng mà không hiểu sao bây giờ em lại vui vui em bán luôn. Cái này thì 55kg đổ về mặt vừa. Số 1, bây giờ em bắt đầu nè. Comment lại mẹ em số 1. Mấy cái này rất là xinh luôn.
Mã số 1 các chị nha, váy nha, váy ngủ nha. Cái này là bình thường là giá của em bán là 80. À rồi 25 đổi 119, ok gia Linh luôn, ok em luôn. Chị thấy rồi, chị thấy rồi. Bây giờ chị đang xem cho em. Rồi ok gia Linh đổi, ok em. Cái này số 1 nha, chị nào lấy cái này comment số 1 giùm đi nha. Rất là xinh, váy ngủ nha các chị nha. Váy ngủ số 1. Cái này hàng bình thường thì nó dạng phi, chất phi bóng nha. Bình thường cái này thì giá cao hơn, nhưng mà ngày hôm nay thì em sale luôn. Số 1 nha, chị nào lấy cái này em dịch này comment số 1 giùm đi. Không bị xinh. Hello Ngàn nha, Ngàn ơi em nhận được áo hôn chưa? Đây số 1 nha các chị yêu nha. Chị nào lấy cái này comment lại giùm ly số 1. Cái số 1 nó có rất là nhiều màu luôn. Có màu cam nè, có màu xanh nè. Có các chị ơi, các chị comment mã kèm màu nha. Màu xanh này, màu cam này, mã màu kèm xanh, mã màu kèm cam. Có màu cam. À, ly ở Tu Che Đơn Dương Lâm Đồng Giao Lan Phạm. Có màu vàng, có màu đỏ đô. Váy ngủ có màu đỏ đô, có màu xanh dương. Có màu xanh dương nha các chị. Có cả màu gì đây ta, màu da hả ta. Cái này là màu vàng nhạt đó các chị, màu da nghiêng về màu nớt đó. Rồi ok, chân váy trời luôn, chị không biết nó lâu luôn em. Chị kiểu hoang mang đó, tại vì nhiều đồ quá. Đây, áo hôn nâu rất là xinh luôn. Cái này mã số 2, chị nào lấy cái này comment mã 2 giùm đi. Mã 2 nha các chị yêu nha, mã 2 nè. Mã 2 nha. Mã 2 nha các chị nha, mã 2 nè. Mã 2 rất là xinh luôn. Ok, mã 2 của Thảo. Mimori nè. Thảo ơi cho ly số điện thoại và địa chỉ luôn nha. Số 2 của Thảo Mimori. Cho lên số điện thoại và địa chỉ luôn nha em. Rồi chốt số 2 cho Thảo Mimori nè. Rồi ok. Cái gì vậy Út? Thấy đây mã số 3 các chị nha, ở trong nó là dạng một set luôn, có nghĩa là áo trắng ở trong nè. Cái này 55kg đổ về mặt vừa, áo trắng ở trong. Áo trắng ở trong, cái váy này ở ngoài, mã số 3, 55kg đổ về mặt vừa, đây là rất là xinh, có chữ 7 ức nha. Chị nào lại đây nè, có áo trắng ở trong giống như ly nè, các chị thấy không ạ? Số 3 nha, chị nào lấy cái này comment số 3 giùm ly. Rất là xinh yêu luôn. Rồi ok, số 3 của chị Chí Ngô nè. Em chốt cho chị Chí Ngô luôn. Trời, chị Chí Ngô mua nhiều lắm luôn á. Chị ơi, chị mua 10 thì sẽ được tặng 1 nha chị nha. Đây, trời, cái số 4 này xinh quá. Úp ơi, cái này xinh lắm rồi. Số 4 này các chị. Số 4 áo hông trắng rất là xinh luôn. Đây, chất cực kỳ đẹp. Chất đẹp ghê, hay là lấy cái này bận được ta? Hay em lấy cái này bận được ta? Rồi ok, xe vào giùm em luôn nha các chị ơi. Số 4 nè, Út ơi hay lấy cái này bận Út, hơi bị xinh luôn. Rồi ok, số 4 của Thảo Mimori nè. Cái này xinh quá à. Hết tính hết rồi. À, số 4 của Thảo Mimori luôn nha. Đâu rồi trời. Thảo Mimori. Mình ghi xong mình méo mình ăn luôn. Thật là đau lòng. Rồi đây, số 4 chốt cho Thảo Mimori luôn. Bán hết mì bán luôn. Ok Út, dành của khách dữ quá hả. Đáng lòng. Dạ rồi ok chị.
Của chị không được 20 cái đó chị. Để em coi lại cho. Đây nè, để em đếm cho chị nha. Của chị 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11, 12, 13. Chị ơi, chị ơi, của chị 13 cái nha chị nha. Của chị hiện tại là 13 cái. Tí nữa chị inbox cho em sẽ báo giá cho chị sau. Của chị được 13 cái chị nhé. Của chị 13 cái nha chị nha, 13 cái. Dạ rồi, ok chị, ok chị. Bây giờ em like tiếp tục like áo hung cái chị nha, em tiếp tục like luôn. Chưa. Rồi, mã số 5 các chị yêu nha. Mã số 5 áo hung xám rất là xinh. Kiểu bị cuồng áo hung xám hay sao? Đây. Mã số 5. Mã số 5 áo hung xám 55kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment dùm ly mã 5. Đây mã số 5. Chị nào lấy cái này comment mã 5 dùm em nha. Đây mã số 5 màu xám nha, 55kg đổ về mặt vừa. Ok số 5. Rồi ok số 5 của Thảo Mimori nè. Rồi số 5 chốt cho Thảo Mimori. Cái áo của em đang mặc hết rồi chị ơi. Ok trang luôn, không rộng. Không rộng có không rộng luôn. Cái này đa phần. Cái này cũng rộng mà ta. Cái này cũng phong rộng rồi á trang ơi. Cái này phong rộng nè cái gì. Cái này 60kg đổ về mặt vừa nè. Cái này phong rộng nè, cà phê nè. Mã số 7 nè. Mã số 6 đi, mã số 6, số 7 gì đi. 6-7 gì cũng được nha cái gì nha. 6 hoặc 7 đều chốt được nha. Đây, cái này form rộng nha Trang nha. Cái này 60kg đổ về mặt vừa nè. Đây, 6-7 nè, cà phê rất là xinh màu xám. Chị nào lấy cái này comment dùm ly số 6 hoặc 7. Đây, rất là xinh. Form rộng các chị nha, màu xám. Chị nào lấy cái này comment dùm ly 6 hoặc 7. Tại vì hồi nãy em lỡ nói nên chị nào comment 6 hoặc 7 trước cũng được luôn. Rất là xinh luôn. Ok, chốt cho Trang Nguyễn số 6 nè. Có đồng phong rộng không? Dạ, em không biết là chị chốt ơi. Tại vì đồ em nhiều quá. Xong rồi em cũng không biết là có không. Nhưng mà giờ để em coi nè. Chắc có chị ơi. Bây giờ em cứ lấy tùm lum. Chứ bây giờ em lục lại không biết cái nào ra cái nào luôn. Rồi. Ok. Chân váy nha các chị nha, chân váy rất là xinh luôn. Chân váy đen, cái này 55kg đổ về mặt vừa. Chân váy đen 55kg đổ về mặt vừa, đây rất là xinh. Chị nào lấy cái này comment dùm ly số. Số 8. Chân váy số 8 các chị yêu nha, số 8 nha. Số 8 nha các chị nha, số 8 nha. Chị nào lấy cái này comment lại số 8 dùm ly, rất là xinh luôn. Chỉ có vài em không biết có bao nhiêu cái ta. Đây số 8 55kg đổ về mặt vừa. Cái này dạng cũng á các chị, nó dạng bo hay chữ E ta. Số 8 nha các chị nha, ở đằng sau nó như vậy nè. Đó. Nó có 3 cái đường. Có 3 cái đường dập ly. Rồi ok, số 8 cho chị Chí Ngô nè. Váy ở ngoài màu đỏ. Đây nó nguyên một set luôn, số 9. Đây, 55kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment số 9 giùm ly nha.
ok, số 9 của chị Chí ngon luôn à. Đây, số 10 rất là xinh luôn, áo von. Áo von dạng baby doll hoa, cái này mặc quần đùi bao xinh luôn, số 10 nha. Cái này thì khoảng 55kg đổ về mặt vừa nha các chị nha, số 10 nè. Chị nào lấy cái này comment số 10 dùm Ly nha. Các chị ơi, tầm 10:30 thì em sẽ nghỉ nha, em sẽ la một chút nữa thôi, em sẽ nghỉ luôn. Số 10 tại vì ngày hôm nay em hơi mệt đó nên các chị thông cảm dùm Ly nha. Số 10 nha, chị nào lấy cái này comment số 10 dùm Ly nha. Số 10 nha các chị yêu nha, rất là xinh luôn. Cái này dạng baby doll, baby doll hoa, cái này phần đùi đi biển cực xinh luôn. Đó, bánh bèo cơ. Chị nào lấy cái này comment số 10 dùm Ly nè. Đồ bộ nha các chị nha, đồ bộ rất là xinh. Mã số 11, đồ bộ. Cái này quần lửng, cái này quần lửng nha các chị nha, số 11. Số 11 các chị nha, áo nè, áo nè, quần nè, cái này rất là xinh luôn. Cái này quần lửng, cái này 55kg đổ về mặt vừa. Đây, số 11 nha các chị nha, số 11 nha, rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment 11 dùm Ly nha. Chị nào lấy cái này comment 11 dùm em nha. Các chị ơi, các chị còn xem không? Những chị nào đang xem, các chị chấm tương tác với Ly dùm em với nha. Số 11 nha các chị nha. Số 11 các chị nha, chị nào lấy cái đồ bộ đó thì comment dùm Ly. Số 11. Cái này là gì ta? Trời, đồ bộ này xinh ghê. Số 12, chị nào lấy cái này comment 12. Ok bon, à, ok bon thấy rồi. Ok bon. Đây, số 12. Số 12 ngày mai live tiếp các bon ơi. Chiều mai không live được, chắc tối mai live. Tối mai tiếp tục live. Đây, số 10, số bao nhiêu vậy ta ơi? Số 10 nha các chị nha, đồ bộ số 10 rất là xinh luôn nè. Dạng nhà tiểu thư. Rồi, cái này của chị Trí Ngô luôn nè. Rồi, cái này 12 của chị Trí Ngô luôn. Áo sơ mi này là hàng của... Hết rồi Thảo Memory ơi, cái đó hết rồi em. Cái đó không biết còn không ta. Cái đó hết rồi Thảo ơi, cái đó hết rồi, hồi nãy chị đọc lộn. Đây, còn đồ bộ nè. Ok bon, ok bon. À, cái này mã 13, đồ bộ này mã 13 rất là xinh. Đây, quần đùi với áo 13, 55kg đổ về mặt quần. Đây, chị nào lấy cái này comment 13 dùm Ly, rất là xinh luôn. Cái kiểu tiểu thư bánh bèo quá. 13, những chị nào mà mua like của em á thì các chị inbox dùm Ly địa chỉ với số điện thoại luôn nha, số 13 nè. Chị nào lấy cái này comment dùm Ly, số 13. Ok, chốt 13 cho chị Chí Ngô luôn à. 13 hết rồi Thảo Memory ơi, em bị chậm rồi, sorry em nha. Đây, áo sơ mi rất là xinh. Áo sơ mi còn tát, rất là đẹp. Cái này là hàng 100 ngàn của em, nhưng mà em sale luôn 50k. Cái này mã 20. Cái này chất rất là đẹp, cái này là hàng 100k nhưng em sale luôn 50k nha. Cái này thì tầm 52kg đổ về mặt vừa, chất cực kỳ đẹp luôn. Chắc 55 á các chị ơi, 55kg đổ về mặt vừa, mã 20. Cái này em mặc hơi rộng thì 55kg đổ về mặt vừa, cỡ em cũng vừa luôn. Em 48 cân nha các chị nha. Cái chân váy của chị đang mang thì em sẽ inbox cho chị nha. Inbox giùm chị nha, đây. Rất là xinh luôn, mã 20. Chị nào lấy cái này comment 20 giùm Ly. Em sale luôn 50k, cái này chất rất là đẹp. Cái này chất cực đẹp luôn. Số 20 nha các chị yêu nha. Dạ, có nha chị Lan Ngọc nha.
Rồi các chị ơi, ngày hôm nay á thì em chỉ like đến đây thôi, tại vì ngày hôm nay em hơi mệt. Nên mong các chị thông cảm nha, ngày tối mai em sẽ tiếp tục like luôn. Những chị nào mà nói giữ đơn á thì các chị nói giùm em nha. À, hôm nay em chúc các chị có một buổi tối ngủ thật là ngon nha. Bye bye và chào các chị nha. Bye bye.